Hôm nay em xin giới thiệu cho cả nhà về dòng máy độ xe của nước ngoài Audi R77 với các phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đó là về con máy, em thấy mình rất là nhẹ nhàng luôn, là có công tắc trong nhà và công tắc mở. Thêm vào đó là chúng ta có thể điều chỉnh được áp lực nước trực tiếp trên con máy luôn. Có được đồng hồ đo áp khi mà chúng ta biết được áp suất của máy trong quá trình độ xe. Và dòng này công suất lên đến cực mạnh là 3200W cũng như là áp lực chịu được là 190 bar. Thì dòng này có thể đổi được các loại xe lớn, xịt rửa sân vườn, cùng chạy hoặc là xịt rửa xe số, xe tay ga mạnh luôn. Thêm vào đó là có các phụ kiện đi kèm rất là chất lượng như là một dây hút nước 1,5m và một dây xịt là dài đến 10m và dây xịt này làm bằng vải mốt, chịu được áp lực cao cũng như là bền bỉ. Em sẽ có thêm đó là về phần nối dài. Phần nối dài thì chúng ta có thể xịt những nơi nhỏ ngắt như là hút mắt trong xe của mình. Và thêm vào đó là một bình tạo bọt để có thể anh hay là chị có thể bỏ được chén hay là nút xà bông chuyên dùng cho độ xe vào đây khi mà chúng ta muốn xịt trực tiếp xà bông lên xe. Và em sẽ có thêm một cây súng phun nước rất là chắc chắn và tiện lợi luôn, chịu áp lực cao đến 190 bar. Cuối cùng là em sẽ có thêm một cái thanh hút và một cái đồ lọc rác cũng như là một hốc nối nhanh. Thì em chỉ bị ấn tượng bởi cái dòng này về đồ rác luôn á, tại vì dòng máy này có đồ rác rất là chắc chắn nè và nó rất là xịn, chuyên dùng cho những dòng máy xe chuyên nghiệp luôn nè, khác hẳn với những cái đồ lọc rác trên thị trường luôn. Motor thì 100% mở rộng nha mấy anh chị. Và nếu như mà anh chị muốn mua dòng máy của Audi R77 này thì cứ liên hệ ngay với em đi.